Chào các bạn. Trong video lần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách thay đổi ngôn ngữ của Windows. Hệ điều hành Windows mình đang sử dụng là Windows 10 64 và phiên bản tiếng Anh. Bây giờ nếu mà chúng ta muốn đổi sang tiếng Việt thì chúng ta sẽ làm như nào? Các bạn vào Start, vào System, vào Time and Language. Các bạn chọn Region and Language. Các bạn ấn vào phím cộng. Bạn kéo cái này xuống dưới cùng. Tiếng Việt của chúng ta ở đây. Bạn Nick Kistan. Các bạn chờ cho quá trình download cái Basic Typing, là Basic Typing là cái cách gõ cơ bản này, và Speech là cách nói đọc tiếng Việt trên Windows. Sau khi quá trình install thành công thì các bạn thấy là cái language display language Windows mặc định Windows sẽ là tiếng Việt. Để chuyển đổi các cái ngôn ngữ thì mình sẽ có phím lên trên, các bạn thấy không? Lúc này là tiếng Anh ở phía trên này, English này, đấy. Giả sử mình cho tiếng Việt ở phía trên và tiếng Việt ở đây là ngôn ngữ chính của Windows, thì khi đấy là cái phím Remove này nó sẽ không cho phép bạn là remove cái ngôn ngữ chính của tiếng Việt. Đây chính là cái ngôn ngữ primary, cái ngôn ngữ chính. Để remove một cái ngôn ngữ ở trong cái Windows thì các bạn phải cho nó là cái ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ chính. Chẳng hạn từ tiếng Việt là ngôn ngữ chính, mình chuyển sang English. Các bạn thấy là cái remove đã xuất hiện. Còn để các bạn đặt ngôn ngữ tiếng Việt là ngôn ngữ chính, các bạn ấn lên phía trên này và các bạn tích vào đây, sau đó các bạn reset lại máy thì toàn bộ cái ngôn ngữ của hệ điều hành Windows nó sẽ chuyển sang ngôn ngữ tiếng Việt. Đến đây là video của mình đã kết thúc. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở các video kế tiếp. Nếu video hay thì các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.